Vâng, xin kính chào anh chị em cô bác, chào mừng anh chị em cô bác đã quay trở lại với kênh Mẹo Ngò Mẫm của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì xin được kính chúc anh chị em cô bác sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Ngày hôm nay trở lại với kênh thì em trong cái tâm trạng rất là vui. Vui bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm qua em chia sẻ cho mọi người hai cái cầu lô chỉ ra cái cặp 1331 những cái kinh nghiệm của em mà vừa kết hợp với sức mạnh của cộng đồng. Thì ngày hôm qua thì các bác cô, các bác, các anh chị thấy rất rõ là cặp 1331 thì nó về có một nháy là con 331 ở vị trí giải 201. Một nữa xin được chúc mừng tất cả các cô, các bác, các anh chị đã đăng ký và ủng hộ kênh. Thì các cô, các bác, các anh chị hãy xem lại những cái gì mà em đã chia sẻ trong ngày hôm qua. Các cô, các bác, các anh chị để ý trên màn hình em kẻ khung hình chữ nhật như này. Thì các cô, các bác, các anh chị thấy là cách đây một ngày trước thì em có đăng trên cái tab cộng đồng là với cái nội dung là các bác chọn một cặp số đẹp để trưa nay 10 giờ em lên sóng, và cũng đã có 227 lượt bình chọn. Thì trong đó có 40 cặp, cặp 1331 tỷ lệ bình chọn là 48%, cặp 1551 tỷ lệ bình chọn là 14%, và cặp 4334 tỷ lệ bình chọn đó là xin lỗi các cô, tất cả các cô, các bác, anh chị. Em xin được tiếp nội dung. Cặp 1551 tỷ lệ bình chọn nó là 14%, cặp 4334 tỷ lệ bình chọn là 13%, và cặp 4884 tỷ lệ bình chọn nó là 25%. Và trong đó thì cặp 1331 thì các cô, các bác, anh chị thấy rất rõ rồi. Nó về con 31 ở giải đây, ở giải 201 ngay trong cái giải nhì luôn. Các cô, các bác, các anh chị mà ngày hôm qua mà xem nó quay cầu ấy thì không phải chờ lâu, thì bởi vì giải 201 nó đã về rồi. Một nữa xin được chúc mừng tất cả anh em, và thấy rằng qua đây thấy rằng cái phương pháp mà bắt cặp song thủ lô theo cái sức mạnh cộng đồng kết hợp với kinh nghiệm của em nó đang có cái hiệu quả rất là cao, và chúng ta nên áp dụng những cái phương pháp này trong những ngày tiếp theo. Ngày hôm nay trở lại với kênh thì em sẽ chia sẻ cho mọi người hai cặp số tương với hai đường cầu bạch thủ. Các cô, các bác, các anh chị nếu mà thấy hay, nếu mà thấy ok thì các cô, các bác, các anh chị cho em một lần nữa đăng ký, một like, và không quên là bỏ ra mấy điểm để chúng ta chơi áp dụng trong ngày hôm nay xem nó có hiệu quả hay không. Nếu có hiệu quả thì các cô, các bác, các anh chị ngày hôm sau các bác cứ thế mà phát huy. Sẽ không làm mất thời gian của tất cả mọi người nữa, em sẽ bắt đầu ngay trong cái video này. Đây, trong cái buổi tối ngày hôm qua thì em có đăng lên trên mọi người để các cô, các bác, các anh chị bình chọn. Trong đó có 4 cặp, và cặp 1551 thì tỷ lệ bình chọn nó là cao nhất, nó lên tới 36%. Mặc dù hôm nay cặp 1551 nó chỉ có 36% thôi, nhưng mà em khẳng định rằng cái tỷ lệ xác suất về cặp 1551 ngày hôm nay là tương đối cao. Và tại sao để cao thì em cùng các bác sẽ đi phân tích những cái cầu lô chỉ ra cái cặp 1551 như sau. Em xin di chuyển màn hình đến cái kết quả của những ngày hôm trước, đặc biệt là ngày bắt đầu từ ngày hôm 30 tháng 8 năm 2024, và chúng ta đang quan sát màn hình kết quả của ngày 30 tháng 8 năm 2024, và em sẽ chỉ cho các bác hai cầu bạch thủ chỉ ra cái cặp 1551 này như sau. Trước tiên với chúng ta, em cùng các cô, các bác sẽ đến với cặp cầu đầu tiên, đó là đường cầu như này. Đường cầu đầu tiên em sẽ lấy như này, sẽ lấy cái con số thứ 3 của giải 5.1, con số thứ 3 của giải 5.1 ở đây là cái con số 5 này. Và em xin có thể là di chuyển sang cái màu khác để các cô, các bác, các anh chị có thể nhìn rõ hơn. Đây, sẽ chuyển sang cái màu cam này. Đấy. Lấy cái con số thứ 3 của giải 5.1, đấy là chạm nhất. Chạm thứ hai là các cô, các bác, các anh chị sẽ lấy cái con số cuối cùng của giải 7.3, con số cuối cùng của 7.3 trong ngày hôm 30 tháng 8 là cái con số 8 này. Và chúng ta sẽ ghép như sau. Chúng ta sẽ ghép một chiều, tức là lấy con số 8 ghép con số 1, con số 5 sẽ được con bạch thủ nhất là cái con 85 như các cô, các bác, anh chị nhé. Ra lấy ghép cái chạm thứ hai, ghép cái chạm nhất để được một con bạch thủ là cái con 85. Và đường cầu thứ hai sẽ chỉ ra như sau. Các cô, các bác, các anh chị sẽ tìm hai chạm. Chạm thứ nhất là cái con số thứ hai của giải 3.5, con số thứ hai của giải 3.5 ở đây là cái con số 6, và chạm thứ hai ở đây là con số cuối cùng của giải 7.4 là đây là con số 8. Và chúng ta sẽ ghép như sau. Chúng ta sẽ lấy cái chạm thứ hai ghép với chạm nhất, tức là lấy cái con số 8 ghép với con số 6 và sẽ được con bạch thủ
duy nhất đó là cái con 86. Và với hai cái đường cầu này thì trong ngày hôm 31 tháng 8 năm 2024 thì chúng ta sẽ có được một cái cặp số tương ứng với hai đường cầu, đó là cái con 85 và con 86. Đây là hai cái con số liên tiếp, và chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra kết quả của ngày hôm 31 tháng 8 năm 2024 xem là cái đường cầu này có thực sự hiệu quả hay không. Trên màn hình các cô các bác các anh chị đang theo dõi là kết quả của ngày hôm 31 tháng 8 năm 2024 với cặp 85 và 86, thì em của các cô các bác sẽ phân tích xem là nó có thực sự là nó có về không hay không. Đối với em sẽ phân tích ở cái bảng thống kê đầu ổ lô với cái đầu 8, thì đây đầu 8, đây là đầu 8 em tô bằng bút màu xanh, thì nó về con 85 một nháy và con 86 gọi là con 86 một nháy. Nếu mà các cô các bác các anh chị mà đánh lộn cái cặp 86 68 thì nó có về con 68. Vị trí cụ thể của các con như sau: nhất là cái con 85 thì nó về ở vị trí giải 6.3. đây tôi xin lỗi tất cả các cô các bác nhé, do cái đường cầu cho xin lỗi các cô các bác các anh chị một chút nhé, do cái màn hình máy tính nó hơi bị trục trặc, nó sẽ bị gián đoạn. Các cô các bác các anh chị thấy là cái con 85 ấy, nó về vị trí giải 6.3 này, và con 86 nó về vị trí giải 2.2 này. Nếu mà con các bác cô cô anh chị đánh lộn cặp 86 thì nó về con 68 ở ngay trong giải 2.1 này. Đấy, một lần nữa thì xin chúc mừng tất cả các cô các bác anh chị, là nếu mà các cô các bác phát hiện ra những cái đường cầu này ngay từ đầu thì các cô các bác anh chị sẽ ăn thông trong mấy ngày liên tiếp luôn. Trong ngày hôm mùng 1 tháng 9 tức ngày hôm qua thì các cô các bác anh chị có thể dựa vào cái đường cầu này các cô các bác anh chị chơi như sau. Trước tiên đối với đường cầu đầu tiên thì sẽ có hai cái chạm các cô các bác anh chị sẽ tìm được. Thứ nhất là cái chạm 9, thứ hai là cái chạm 6, và ghép theo một chiều, theo chiều với cái đường cầu đầu tiên thì các cô các bác các anh chị sẽ tìm được hai chạm. Chạm thứ nhất là chạm 9 và chạm thứ hai là chạm 6. Chạm thứ 9 ghép vào chúng ta sẽ tìm được một cái con số duy nhất, đó là cái con 96. Đấy là tương ứng với đường cầu đầu tiên. Đường cầu thứ hai các cô các bác các anh chị sẽ tìm được hai chạm, thứ nhất là chạm 2 và chạm thứ hai là chạm 5, và ghép vào chúng ta sẽ tìm ra được một con duy nhất là con 25, ghép một chiều. Và thông qua hai cái đường cầu này trong ngày hôm mùng 1 tháng 9 thì chúng ta sẽ có thể tham khảo được một cặp số, đó là cặp 96 và 25. Và chúng ta sẽ rời màn hình những kết quả của ngày hôm mùng 1 tháng 9 để xem là cái đường cầu này nó còn thực sự hiệu quả hay không. Trên màn hình các cô các bác các anh chị đang theo dõi là kết quả của ngày hôm mùng 1 tháng 9 với cái đường cầu chỉ ra hai con số, đó là con 96 và con 25. Chúng ta sẽ cùng nhau đi kiểm tra cái tần suất, cái thống kê của đầu lô. Trước tiên là đầu 9 thì chúng ta thấy rằng là có con chị đầu 9 thì có con 96 này, đầu 9 thì có con 96 này, và hình như là đầu 5 5 đối con 25, đầu 2 có con 25 này. Đấy, một lần nữa thì xin chúc mừng tất cả cô các bác các anh chị đã theo những cái đường cầu như này. Và trong ngày mùng 1 tháng 9 chúng ta sẽ có được cái cặp số để chúng ta chơi trong ngày mùng 2 tháng 9 như sau. Đối với đường cầu đầu tiên thì sẽ tìm ra được hai chạm. Chạm thứ nhất là chạm 5 và chạm thứ hai là chạm 1, và ghép 1 với 5 thì sẽ tìm ra được một con duy nhất, đó là cái con 15. Và đường cầu thứ hai sẽ tìm ra hai chạm, cũng hai cái chạm 1 và chạm 5. Và như lần này chúng ta sẽ ghép ngược lại sẽ thành được ghép 5, con 1 sẽ được con 51. Và thông qua hai cái đường cầu này thì sẽ có được một cái cặp số nó tương ứng với được cặp lộn là một cặp 1551. Và hy vọng rằng với những cái đường cầu mà em chia sẻ này thì trong ngày hôm nay nó vẫn còn có thể đi theo một cái ngày hôm nay nữa, kết hợp với cái sức mạnh cộng đồng, kết hợp với những cái kinh nghiệm mà em tìm được, hiểu được trong cái suốt thời gian nghiên cứu khoảng độ hơn chục năm này rồi, thì hy vọng rằng cặp 1551 trong ngày hôm nay nó sẽ rực rỡ, và chúng ta sẽ cùng nhau nâng ly uống một cái ly rượu mừng để chúc mừng những thành công và phương pháp của em. Nếu các cô các bác các anh chị mà có vấn đề gì, các cô các bác các anh chị cũng có thể
liên hệ với em để em có thể giúp đỡ mọi tất cả cô bác. Thì theo cái số như này là 0346 0346 294 294 412. Đó là cái số các cô các bác các anh chị có thể add Zalo và nhắn tin cho em, và em sẽ tận tình giúp đỡ. Xin cảm ơn các cô các bác các anh chị. Chúc các cô các bác các anh chị một ngày nghỉ vui vẻ, hạnh phúc và thành công.